Bắc Ninh tỉnh Vận Thành huyện Đại Đồng Thành Á Lữ thôn Tỷ Tổ Linh Từ. Hôm nay đoàn họ Đức Quốc Việt Nam do ông Đỗ Văn Hiệp trưởng đoàn cùng các thành viên trong đoàn thành tâm tu thiết kim ngân hương đăng tiền dương thế để kính Đức Thủy Tổ Kinh Dương Vương Cha Lạc Long Quân Mẹ Âu Cơ với tấm lòng kính ngân hương đăng lễ vật để kính Đức Thủy Tổ nay thành tâm tu thiết lễ vật cung duy Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát bên núi Đỗ Quý Thị nay xin cung thỉnh cụ về Giáng Lâm. Cung thỉnh con trai cụ Kỳ Kinh Dương Vương Quý Lộc Tụ. A Tôn Bí Tử Sơ Khai Sáng Thị Khải Minh Thị Yến Hộ Quốc Tí Dân Hiển Hữu Công Đức Vị Tiền. Cung thỉnh Nam Bang Đại Đế Lạc Long Quân Núi Sùng Lãng Nhiên Tặng Sơ Khai Sáng Thủy Khải Minh Thủy Hiến Quân Nhuận Quốc Bảo Trung Ưng Việt Nam Nhạc Thị Tấn Gia Tặng Hoàng Các Phần Thượng Đảng. Quân thỉnh Thần Long Quốc Bố Đăng Ngàn Thị Tiền Quân thỉnh Long Quân Hoàng Hồng Hiệu Vũ Cơ Sơ Nam Vũ Thập Đồng Vũ Quy Sơn Tổng Vũ Quy Hải Phong Kỳ Trưởng Quy Hùng Vương Tự Quân Vì Hộ Quốc Bí Dân Hiển Hữu Công Đức Thần Vị Kiện. Cung thỉnh Tam Tòa Thánh Mẫu Thiên Kiên Thánh Mẫu Đỗ Quý Thị. Cung thỉnh Phượng Hoàng Thánh Mẫu Thần Long Nữ Bà Phụ Kinh Dương Vương Vị Kiện. Được trường tồn sinh trưởng phục hộ độ trì cho đoàn trưởng của các thành viên khỏe mạnh khang trường cầu cho quốc thái dân an gia gia đại gia.